là một kiệt tác ra đời nhằm kỷ niệm 175 năm thành lập thương hiệu Patek Philippe Grandmaster Charm Red 5175 đã tái hiện lại giai điệu của thời gian, kết hợp sự khéo léo của máy móc với một cá tính độc quyền không kém. Cho đến ngày nay, kiệt tác điểm chuông Patek Philippe Grandmaster Charm Red 5175 là chiếc đồng hồ đeo tay phức tạp nhất của Patek Philippe và là một trong những chiếc đồng hồ đeo tay phức tạp nhất thế giới. Dưới đây là 5 sự thật bất ngờ về chiếc đồng hồ đeo tay giá trị này. 1. Mất 8 năm để hoàn thiện chiếc đồng hồ. Có thể coi Grandmaster Charm Red 5175 là đại diện cho một nỗ lực đáng ghi nhận của đội ngũ sản xuất khi tiêu tốn đến hơn 100.000 giờ làm việc trong 8 năm dành cho quy trình từ phát triển, sản xuất đến lắp ráp. Đặc biệt hơn, chỉ riêng bộ chuyển động đã được các nghệ nhân dành đến 60.000 giờ để hoàn thiện. 2. Là chiếc đồng hồ có khả năng xoay lật đầu tiên của Patek Philippe. Grandmaster Charm là chiếc đồng hồ đeo tay hai mặt đầu tiên được giới thiệu bởi Patek Philippe khi có thể được đeo với cả hai mặt số hướng lên trên. Vò được chạm khắc tinh xảo bằng vàng hồng 18K, có đường kính 47,4mm và dày 16,1mm. Phần trung tâm của vỏ xoay trên một trục chạy từ 12 giờ đến 6 giờ. Một cơ chế đảo chiều đã được cấp bằng sáng chế, khóa chắc chắn vỏ máy ở vị trí mà chủ sở hữu mong muốn. Đáng chú ý, bộ vỏ bao gồm 214 bộ phận và cần đến 4 năm phát triển. 3. Chỉ sản xuất giới hạn 7 chiếc. Grandmaster Charm 5175 là minh chứng cho việc không phải cứ có tiền là mua được tất cả. Bởi đại kiệt tác này chỉ được sản xuất với số lượng vô cùng hạn chế, chỉ vòn vẹn 7 chiếc. Một trong số đó hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Patek Philippe ở Geneva, Thụy Sĩ. 6 phiên bản còn lại đã được đặt trước bởi những nhà sưu tập Patek Philippe lâu năm, với mức giá ước tính là 2,5 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương khoảng 64 tỷ đồng. Thậm chí, để có thể sở hữu được đại kiệt tác này, những người hâm mộ đồng hồ thực sự còn phải trải qua vòng phỏng vấn với chủ tịch của hãng, càng không kém gì phỏng vấn xin việc. 4. Được trang bị bộ máy siêu khủng. Đây là một bộ chuyển động phức tạp nhất của nhà Patek Philippe từng sản xuất, phức tạp từ cái tên gọi siêu dài cho đến chức năng của nó. Bộ chuyển động lên dây cót thủ công có 20 chức năng, thực sự là một con số khủng khiếp và chắc chắn sẽ có nhiều tính năng chúng ta chưa từng nghe đến hoặc ít dùng tới. Tất cả các chức năng phức tạp đều được hiển thị trên hai mặt số, được gọi là mặt số thời gian và mặt số lịch. Không chỉ vậy, nó được cấu thành bởi 1.366 bộ phận, bao gồm 32 cầu nối và 108 chân kính. Nó chạy ở tần số bất thường là 25.200 VPH hay 3,5 Hz. Tất cả những tính năng phức tạp này đều được chứa trong một bộ chuyển động có kích thước chỉ 37mm x 10,7mm. Đó là một kỳ tích tuyệt vời của kỹ thuật vi mô và các nghệ nhân đã phải mất đến 60.000 giờ để hoàn thiện bộ chuyển động này. 5. Sở hữu những chức năng đặc biệt. Grand Sonnery thường được coi là bộ phận phức tạp nhất, khó nhất trong chế tạo đồng hồ. Red 5175 với cơ chế Grand Sonnery hoạt động tự động rung chuông mỗi 15 phút. Khi không bật Grand Sonnery, thanh trượt ở vị trí 9 giờ có thể được sử dụng để đặt đồng hồ thành Petit Sonnery hoặc Silence Mode, chế độ im lặng. Các tính năng Sonnery và Minute Repeater yêu cầu cơ chế thùng đôi riêng cung cấp khả năng dự trữ năng lượng trong 30 giờ. Ngoài ra, Grandmaster Charm có lịch vận hình tức thời, nghĩa là tất cả các màn hình lịch thay đổi cùng một lúc, ngay lập tức. Hầu hết các màn hình lịch vạn niên ít hoàn thiện và ít phức tạp hơn nhiều, không thay đổi ngay lập tức và một số cần hơn 1 giờ để thay đổi. Trên đây là 5 sự thật thú vị mà chúng tôi tìm hiểu được về chiếc Patek Philippe Grandmaster Charm 5175. Chúng có khiến anh em choáng ngợp và nếu có 2,6 triệu đô trong tay, anh em có sẵn sàng săn lùng đại kiệt tác này? Hãy comment xuống bên dưới chia sẻ với chúng tôi và đừng quên follow kênh YouTube của chúng tôi. Bệnh viện đồng hồ không chỉ là nơi giao lưu, chia sẻ kiến thức về đồng hồ mà còn cung cấp những dịch vụ như lau dầu, bảo dưỡng cho mọi đồng hồ, chữa các ca bệnh từ nhẹ đến nặng. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn anh em nhé!